Sáng ngày 22 tháng 8 nhằm ngày 7 tháng 7 năm Quý Mão, tại văn phòng Ban trị sự Phật giáo tỉnh số 114 Tăng Bạc Hổ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã tổ chức lễ ký kết kế hoạch phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến vận động tăng ni Phật tử tham gia đảm bảo trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2023-2026 giữa Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Định và Công an tỉnh Bình Định. Phát biểu tại lễ ký kết, Thượng tá Võ Văn Chính, Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã tóm tắt kế hoạch phối hợp. Theo đó, Công an tỉnh và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh thống nhất các nội dung phối hợp, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính sách pháp luật về an toàn giao thông, lồng ghép với giáo lý Đạo Phật, khắc phục những bất cập về an toàn giao thông tại các tự viện, đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực cổng các tự viện trên toàn tỉnh, triển khai xây dựng mô hình tăng ni Phật tử tham gia giao thông văn hóa an toàn, tổ chức tập huấn cho tăng ni công tác tuyên truyền, thuyết pháp, giảng dạy cho các Phật tử, kết hợp trong các khóa tu truyền giảng Phật giáo trong năm, gắn các nội dung về an toàn giao thông trong các bài thuyết giảng Phật Pháp. Trong kế hoạch đã thống nhất cách thức, thời gian và trách nhiệm thực hiện của mỗi bên. Đại lao cho Hòa Thượng Thích Nguyên Phước, Trưởng Ban trị sự tỉnh, Thượng tọa Thích Đồng Thành, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban trị sự tỉnh cho biết, Phật giáo tỉnh sẽ phổ biến quán triệt kế hoạch phối hợp này và chỉ đạo Ban trị sự cấp huyện phối hợp cùng công an địa phương triển khai chấp hành tốt pháp luật về an toàn giao thông trên tinh thần thượng tôn pháp luật của người con Phật. Tại buổi lễ, Công an tỉnh và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã thảo luận, bàn bạc và đi đến thống nhất nội dung ký kết kế hoạch phối hợp tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục vận động tăng ni Phật tử tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2023-2026.